Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn cấu tạo và cách nhận biết tủ gốm. Tụ gốm có hình dẹt, tụ này không phân biệt âm dương và thường có điện dung nhỏ từ 0,4 microfarad trở xuống. Tụ thường được sử dụng trong các mạch điện có tần số cao hoặc mạch lọc nhiễu. Như hình vẽ, tụ có hai cực không phân biệt âm dương và thân tụ được làm bằng gốm hoặc đất nung nên chịu được tần số cao. Về nguyên lý hoạt động, thì sự phóng nạp như tôi đã trình bày trong clip nguyên lý cấu tạo của tụ điện. Cách nhận biết tụ gốm: trên thân tụ thường có 3 chữ số, lấy 2 chữ số đầu nhân 10 mũ số thứ 3. Ví dụ thân tụ có ghi số 474K, nghĩa là giá trị bằng 47 nhân 10 mũ 4 bằng 470.000 picofarad, quy ra bằng 470 nanofarad và quy ra tiếp bằng 0,47 microfarad. Chữ K là sai số của tụ 5 hoặc 10%. Tụ gốm còn có một cách ghi trị số khác là ghi theo số thập phân và lấy đơn vị là microfarad. Ta thấy rằng bất kể tụ điện nào cũng được ghi trị số điện áp ngay sau giá trị điện dung. Đây chính là giá trị điện áp cực đại mà tụ chịu được. Quá điện áp, tụ sẽ bị nổ. Khi lắp tụ vào một mạch điện có điện áp là U thì bao giờ người ta cũng lắp tụ điện có giá trị điện áp mắc cao gấp khoảng 1,4 lần. Ví dụ mạch 12V phải lắp tụ 16V, mạch 24V phải lắp tụ 35V, vân vân. Trên đây tôi vừa giới thiệu tới quý vị và các bạn cấu tạo và cách nhận biết tụ gốm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.